Công an quận Ô Môn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Công an quận Ô Môn đã chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp và triển khai kịp thời có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn kiểm soát dịch trên địa bàn. Cùng với đó, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm đã tiếp nhận và xử lý 116 tin báo tố giác tội phạm, đạt trên 91%. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã phát hiện 50 vụ, giảm 3 vụ so với cùng kỳ, đã điều tra khởi tố 49 vụ, 56 đối tượng. Về ma túy đã khởi tố 25 vụ, 29 đối tượng, phát hiện 16 vụ và xử lý 13 đối tượng liên quan đến tội phạm về kinh tế. Tình hình vi phạm và tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được các cấp biểu dương khen thưởng.